Du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Và chỉ ít phút nữa thôi thì tại đây sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng thành phố Hải Phòng nhanh, bền vững. Vâng thưa quý vị, có lẽ Tết Tân Sửu 2021 là một cái Tết vô cùng đặc biệt, bởi vì nếu như mọi năm vào thời khắc thiêng liêng này thì hẳn quý vị đang cùng bạn bè, gia đình và người thân dạo phố và chờ đón màn bắn pháo hoa. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ để đảm bảo công tác phòng chống dịch và với sự chỉ đạo đó thì thay vì bắn pháo hoa tại 12 điểm, thành phố Hải Phòng đã quyết định lựa chọn một điểm duy nhất, đó là khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn để thực hiện màn bắn pháo hoa mà nhân dân thành phố đang rất náo nức mong chờ. Và ngay lúc này đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình bắn pháo hoa với sự điều hành của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước đang tưng bừng rộn rã tại sông, giải mong sông tươi đẹp của chúng ta đón chào năm mới xuân Tân Sửu 2021. Hơi thở mùa xuân ngập tràn đất trời, mang lại niềm vui kỳ bất tận cho bản thân. Báo hiệu thời gian chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới đã đến. Niềm vui ngập tràn của đất trời và lòng người trước những thành tựu to lớn của đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kiên trì sáng tạo, vững vàng vượt qua và đạt được những dấu ấn lịch sử. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây khó khăn tổn thất lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Cả nước ta căng mình chống dịch, rồi bão lũ thiệt hại lớn về người và tài sản ở miền Trung. Chính trong khó khăn ấy, bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đồng tâm cộng khổ của cả dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy, giúp nước ta vượt bao trở ngại, đạt nhiều thành tích nổi bật được thế giới ghi nhận. Với phương châm tăng tốc, bứt phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 2,91%, mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, nằm trong top 10 quốc gia đạt tăng trưởng cao nhất thế giới. Quy mô kinh tế đất nước cũng đạt hơn 340 tỷ đô la. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam đạt hiệu quả cao với 2013 dự án được cấp phép trong năm 2020. Trung tâm thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay. Giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2011-2020. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục từng bước được cải thiện, diện mạo đất nước từ phát triển đến nông thôn không ngừng đổi mới và khởi sắc. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai đồng bộ quyết liệt, quốc phòng an ninh được giữ vững.
hoạt động đối ngoại tạo được nhiều dấu ấn thành công. Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, chủ tịch ASEAN 2020, chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41, tiến hành đàm phán ký kết thành công các hiệp định thương mại, tạo nên cơ hội để đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đất nước ta chưa bao giờ được thay đổi tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tích đạt được trong năm 2020 là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục của toàn đảng, toàn dân và quân ta. Chính quyền tiền đề là cơ sở quan trọng để tạo đà và động lực cho đất nước tiếp tục viết nên những trang sử mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Mặt trận quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiện tại đất nước của chúng ta càng rạng rỡ trong âm hưởng tuyệt vời và những cơn lan tỏa từ thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm kinh tế của toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Nước đang mở, mang hùng khí của những chiến công năm xưa và chúng ta sẽ tạo dựng một mức sáng mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hôm nay. Là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công cuộc đổi mới của Việt Nam được bạn bè thế giới dõi theo từng bước với hy vọng một dân tộc đã anh dũng đấu tranh để độc lập tự do thì nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng phát triển đất nước. Mỗi học sinh lại nối thêm những nhịp cầu các tỉnh vươn lên. Giao thông lớn,
đô thị, du lịch và ý nghĩa chiến lược của thành phố được quan tâm chỉ đạo để nhanh tiến độ triển khai khẩn trương và đưa vào sử dụng như nút giao thông Nam Cổ Đính, trung cư 3, HH4, Đồng Phú Định, tuyến cáp treo cáp hải Cửu Long, tuyến đường Hào và các bản đường xã Cọc Cao Kỳ, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Lăng Đô Đất Bà, trung tâm thương mại Yomo. Đồng thời khởi công một số dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như cầu Rào, cầu Di, cầu Quan Thân, khách sạn năm sao của khu du lịch quốc tế Đền Rồng, công viên chủ đề Thiên Nhiên Đô Thị Yên và nhà tổng hợp Hoàng Huy Grand Tower đang được cần và cải tạo chỉnh trang các công viên cây xanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện nay tiếp tục được quan tâm và tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đáng chú ý, công tác điều hành ngân sách thiết kế linh hoạt, chủ động đang được đảm bảo. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, nguồn thành phố đã bố trí 5.000 tỷ đồng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, xây dựng cải tạo nhà ở và tặng quà dịp lễ Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện quy chế hỗ trợ đèn chiếu sáng, gạch và xi măng để đảm bảo chỉnh trang đô thị, gần 188,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế và của đảng bộ quốc phòng an ninh cũng gặp không ít khó khăn và trở ngại, nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo cùng với khát vọng vươn xa cuộc sống, bộ dân và dân thành phố có thêm tự hào về những thành tích đã đạt được trong 2020. Trong tuy nhiên, đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 16 được diễn ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển Hải Phòng. Nghị quyết 42 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 18 của Chính phủ và chương trình hành động số 46 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nghị quyết 42, Hải Phòng đứng trước những thời cơ vận dụng to lớn để phát triển bứt phá trên mọi lĩnh vực bằng sức mạnh nội lực được đảng nước quan tâm, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng phấn khởi tin tưởng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mừng xuân, mừng đảng tôn vinh 91 mùa xuân. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên bước ba kỷ nguyên vĩ đại, đem đến mùa xuân tiến cử trường tồn cho dân tộc. Đó là động lực vô cùng to lớn thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go, mọi thời cơ năng động sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, quân, dân thành phố đoàn kết nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hiện đại. Mừng xuân mới, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào thời kỳ mới đầy triển vọng, nhưng cũng không ít trở ngại khó khăn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành phố thành một trung tâm kinh tế là có đảng bất khả xâm phạm về quốc phòng an ninh đặt ra cho lực lượng vũ trang với tầm cao mới. Vui xuân mới, lực lượng vũ trang thành phố luôn phải có ý chí chiến đấu, không ngừng nâng cao cảnh giác tự phòng, thường xuyên tuyên truyền phản ánh với các cấp, các ngành, các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID-19 và trong thực hiện điều kiện hoàn cảnh hòa, bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, cùng nỗ đi đầu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp những trang sử truyền thống trung dũng quyết thắng của thành phố Cảng anh hùng.
Chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ chia tay năm Canh Tý 2020 để đón chào những giây phút đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. Trong thời khắc thiêng liêng của tuổi trẻ, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình Hoa Đồng Xuân. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đồng bào miền Nam của nhân dân. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa sau buổi năm nay là mừng Đảng, mừng xuân, mừng Hải Phòng phát triển. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, mừng Đảng quang vinh, thời gian 5 phút. Bắt đầu là những đám pháo hoa màu đỏ bước lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang mới. Những luồng ánh sáng như đồng xu trắng lọi tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường cho nhân dân. Tiếp theo là những chùm pháo hoa như bông hoa hướng dương, hoa cúc vàng, lượn cùng cánh tay, hoa điệu và nhau tạo thành dòng ánh sáng tung cháy trên bầu trời. Hoa hướng dương và mưa vàng, từ ý chí, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng tin theo Đảng. Vừa nãy xuân về trên hoa vui nở, thời gian 5 phút, chúng ta sẽ được chứng kiến loại bông hoa đào hoa mai vui nở giữa bầu trời thành phố. Nguồn sắc màu rực rỡ cho ta một bức tranh hoàn chỉnh, đưa mình đến sự đoàn kết sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các sản phẩm kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng đến sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố. Đánh bại dịch Covid-19, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đã và đang là ước mơ vươn ra điểm đến của thành phố trở thành hiện thực. Phần 3, Hải Phòng bừng sáng mùa xuân, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời. Cười vui, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và ước mơ hy vọng về cuộc sống ấm no của nhân dân ta và niềm tin vào một năm mới tràn đầy niềm tin hạnh phúc, tin vào năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả, tin tưởng với những thành tựu kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2021. Thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa đất nước. Kính thưa Đảng bộ nhân dân, tự hào được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón xuân Tân Sửu 2021. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi, an toàn tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân mới, xin kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.